Vậy là đội tuyển quân khu 1 bắt đầu chặng thi thứ 3 của mình. Và với việc là đang dẫn trước khá nhiều so với đội tuyển quân khu 4 thì đội tuyển quân khu 1 cũng sẽ không thể chủ quan được ở trong chặng thi cuối cùng này. Họ cũng hết sức quyết tâm, họ biết rằng là họ đang đấu với một đội tuyển rất là mạnh, đã từng vô địch qua nhiều vòng thi. Và các đội chơi đang hình thành hai đường cơ động để tiếp cận vị trí dốc cao và cơ động vào vị trí tuyển bắn. Lúc này trên tay họ đang cầm những trang bị vũ khí như súng B41, súng RPD và AK. Với những khẩu súng này họ sẽ phải tiêu diệt một số mục tiêu cũng như là phải ném lựu đạn và cuối cùng thì mới có thể chiếm được đỉnh cao. Và chúng ta có thể thấy là việc bảo quản vũ khí trang bị của các chiến sĩ thì rất tốt. Đội tuyển quân khu 1 luôn là đội tuyển rất là kỹ lưỡng ở trong từng phát bắn của mình. Và kết quả của họ đạt được thì chúng ta cũng đã thấy là rất là tích cực. Và hy vọng là trong trận thi thứ 3 này thì phong độ đó sẽ lại được khẳng định một lần nữa. Đó là những cái khăn này.